Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game mới Thượng Cổ Linh thì video mình sẽ share code, cách học code làm thẻ cũng như một vài con tướng cần chú ý ở đầu game cho anh em nông dân. Đầu tiên là về phần code, anh em cứ vào phần mô tả cùng với bình luận của video hay là anh em vào thẳng cái nhóm chia sẻ mình. Nhóm mình tên cộng đồng game Thượng Cổ U Linh gạch ngang G game gạch ngang chia sẻ nghiệm. Rồi em click vào đáng chú ý ra mình ghi ngay đầu tiên. Hiện tại game ấy nó có tổng cộng là 9 cái code chung, ngày mai kiểu gì cũng thêm vài cái code nhóm nữa. Và 15 cái code fanpage. Kèm theo đấy là một cái code web. Hiện tại code web nó có trên cái trang AFK Mobi. Đâu nhỉ? Đây vẫn còn 852 cái. Ngày mai nếu anh em một người làm 2, 3, 5, 10 cái thì chắc hết rất nhanh. Lên ấy anh em xem vô mà chưa lấy cái code trên web này lấy luôn nhá. Chắc thì mình cũng ngon chen tầm 5 cái. Mình tạo ạc để mình run tướng em ơi. Game Thượng Cổ U Linh này nó của G Game ấy, thường thường G Game nó sẽ có cốt tuần cho anh em. Anh em nào mà chơi con Tây Du Ma quá quen thuộc đấy, một tuần thì có đâu, như cốt ngày luôn em ơi. Cốt thì cũng có hôm cùi hôm ngon nhưng mà đa số là ổn em ơi. Anh em nào mà chơi nhớ tham gia cốt fanpage. Đây trang v.game.vn, nói chung em cứ vào cái video hay là cái nhóm mình nhá. Đây em click vào link là ra. Đầu tiên là cốt sự kiện này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tròn 15 em ơi, 15 nhá. Anh em click vào tham gia ấy, thường thường mấy cái sự này nó sẽ cần anh em tăng 3 người. Đây như cái sự này anh em sẽ chụp màn hình tham gia nhóm này và tăng 3 người bạn. Đây đa số là anh em sẽ phải tăng 3 người. Anh em cứ làm theo yêu cầu và khi xong rồi anh em chụp ảnh lại rồi gửi cho AD. Mình sẽ không click vào tin nhắn ấy, tại vì tin nhắn giờ ấy chắc nó chỉ hiện code mình tham gia thôi nên mình sẽ không click vào. Anh em chú ý nhá. Còn về phần nhập code ấy thì anh em click vào avatar nhân vật. Rồi anh em click vào Go code ở góc nam dưới này, xong em nhập code là xong. Còn về phần code chung ấy, anh em có thể copy thẳng ở trong cái nhóm mình hay là view được, hay là anh em vào cái trang của game cũng có nhá. Đây nó sẽ có phần code chung ở bên trái của sự kiện. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái em ơi, 9 cái tròn. Còn về lạp thì vẫn là cái trang play.game.vn. Đây mình về trang chủ này. Lạp này thì anh em cứ lạp gạo cho tiện ấy. Tại vì lạp cái gì cũng thế nó sẽ có cái gạo này. Nên anh em chỉ cần lạp gạo thôi ấy. Về sau anh em muốn lạp gì thì anh em lạp bình thường không cần phải qua visa hay là momo các thứ. Thấy ví dụ nhá. À quên, game này chưa ra. Mình sẽ vào tạo một con game Tây Du đi. Đây anh em sẽ chọn server này. Rồi nhân vật. Đây ví dụ như mình nạp cái gói 20k phải không? Nó sẽ có tổng cộng là gần 10 loại thì phải. Đây đầu tiên là thẻ game này. 9pay, PLPay, Viettel, Zalo, tài khoản gạo, ATM, Visa cộng với Momo. Như là 8 hay 9 cái nhá. Đây trong ấy thì nó sẽ có cái thẻ gạo. Anh em chỉ cần nạp gạo đủ thôi ấy. Click vào cái tài khoản gạo được. Chung là rất là tiện em ơi. Còn về phần làm gạo ấy, à quên. Còn về thẻ game ấy thì nó sẽ có hai loại. Một là Vcoin, hai là Gate. Còn về làm gạo ấy thì nó cũng hao hao như thế thôi em ơi. Đây về lại trang chủ này. Làm gạo nhá. Đây ví dụ như mình sẽ làm 20 gạo nhá, 20k này. Đấy, vẫn vậy em ơi. Thẻ game, 9pay, Viettel, Zalo, thanh toán trực tiếp, ATM, Visa, Momo. Ông hoan á. Hình như cái kia nó không có thanh toán trực tiếp nhỉ? Đây thanh toán trực tiếp anh em sẽ được giảm 12%. Nói chung anh em mà lạp nhiều ấy thì anh em cứ thanh toán trực tiếp luôn cho mình. Mà thanh toán này như là bao nhiêu đấy? Áp dụng trên 300k trở lên. Nói chung anh em lạp trên 300k ấy, thanh toán trực tiếp cho mình nha. Ok. Và cuối cùng là về phần tướng ấy. Hiện tại game nó vẫn chưa ra nên mình sẽ vào cái trang của game đi. Đây trang wiki tượng cổ linh gạch thegame.vn. Nó sẽ có tất cả tướng 2, 4, 6 hệ nhá.
hai cuối Lăng Tiêu cộng với U Minh Hải Yếm. Hải Yếm thì chắc chắn là anh em sẽ kiếm khó hơn. Còn về chỉ số ấy, thì mấy con Lăng Tiêu mấy U Minh ấy chỉ số nó cao hơn nhá. Ví dụ như con Lăng Tiêu phải không? Bình thường ở mấy con Tứ Hải Bát Hoang Vân Cảnh Cửu Châu kia ấy, tướng công ấy, chắc là đêm cao nhất là 83k. Còn lại đa số nó chỉ có 74 đến 77k thôi. Mình nhớ bốn ngày thường nó chỉ có được một con là 83k, còn lại là xấp xỉ 75k hết. Thế chứ con Hy Hòa này ấy, em thấy không, công nó tận 90k công cơ bản em ơi, nó hơn mấy con kia trung bình phải tầm 12 đến 13% công. Nói chung chung là về chỉ số thì mấy con tướng hiếm nó sẽ cao hơn. Còn về phần tướng ấy, anh em chú ý cho mình mấy sau. Về phần U Minh ấy, mình thấy cái hệ hiếm này anh em phải chơi thuần hệ thì ngon, tại vì đa số nó kích hoạt theo cái nguyên rủa. Nhưng mà trong đấy nó có một con nó tách biệt là con thứ tư Sibu này. Anh em nông dân ấy mà quay ra con này chú ý cho mình. Game này mình nhớ là anh em tăng sao sẽ cần khá nhiều củ nghệ. Nên lúc đầu anh em ở chơi full hệ ấy, thì lúc đầu game anh em rất khó lên sao. Mình nhớ lên cái bậc nào ấy, mình nhớ tiếng nhầm là 10 bậc thì phải ấy, thì nó sẽ có cái nguyên liệu là cần là bậc 9 của các hệ. Cũng như anh em chơi mấy con game ma quỷ ấy, là khi anh em lên 9 sao, à đâu, là khi anh em từ 9 sao đến 10 sao thì em sẽ cần 9 sao của tất cả hệ ấy. Nên anh em mà muốn chơi full hệ thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Nói chung chung lúc đầu anh em mới chơi tất cả hệ thường của mình. Mình nhớ ấy, ví như phải kích 3 hay 4 con thì nó mới có cái phần trăm ấy. Nếu mà 3 con ấy thì em chơi một hệ 3 con, còn lại mấy hệ kia anh em chơi một con. Còn về 4 con thì hơi căng nhỉ. Thôi bỏ qua, đợi game ra mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Thế nhưng con CPU phải không? Chỉ số nhá, công 83k bằng con là công cao nhất của hệ thường. Nhưng mà con này thủ mới hết HP mấy tốc độ nó cao hơn. Cây thủ 29k2 này, máu 885k, tốc độ 223. Cái con game này mình soi qua mấy con đêm ấy tốc độ thấp, còn mấy con tanh mới hỗ trợ ấy thì tốc độ nó rất là cao. Nên nếu mà build đủ như nhau không có nội tạng thứ ấy thì mấy con tanh mới hỗ trợ nó sẽ đánh trước mấy con đêm nhá. Cái game này ấy, thì nó cũng hao hao như kỹ năng của mấy con game AFK thôi. Nó sẽ có kỹ năng 1 và kỹ năng 2. Kỹ năng 1 thì nó sẽ thi triển hiệp 1 và CD 2 hoặc 4 hiệp. Còn cái kỹ năng 2 ấy, thì hiệp 2 thi triển và CD là 4 hiệp. Anh em mà chơi mấy con game AFK thì quá quen thuộc với cái này rồi ấy. Còn về phần bị động ấy, như mấy con game khác thì nó sẽ tăng thêm chỉ số. Nhưng mà con này nó sẽ tăng theo nội tại riêng nhá. Nói chung là game này về phần kỹ năng tướng nó rất khác so với mấy con đại trà hiện tại anh em đang chơi. Phải khác đến tầm 40 đến 50%, anh em chú ý nhá. Anh em làm ở quá chán mấy con game cũ thì chỉ cho mình con game này. Đầu tiên là về cái kỹ năng bùa nó sẽ tiêu hao 20% máu và nó sẽ tăng thêm 60% sát thương, duy trì 3 hiệp. Mà CD nó 4 hiệp tức gì? Tức là ngoài cái hiệp nó búp ra thì nó sẽ tăng thêm 60% sát thương. Level 81 nó tăng thêm 80% sát thương. Quan trọng khi HP dưới 50% miễn khống chế và lên level 161, sát thương tăng 100% và HP dưới 80% miễn khống chế. Mà lúc đầu ấy nó trừ 20% máu rồi thì cái hiệp 1 chắc chắn nó sẽ miễn khống chế. À quên, nếu mà có con búp máu thì nó vẫn không biến em ơi. Tiếp đến là cái kỹ năng 2, cái này quan trọng này. Tại vì cái kỹ năng 1 nó là búp đêm rồi, nên cái thường hay là cái kỹ năng rất là quan trọng. Chỉ cần nó có lộ tại đánh thường hay là kỹ năng ngon ấy là ổn nha em ơi. Kỹ năng 2 nó sẽ gây lên một hàng linh yêu địch 187% sát thương vật lý, hiệp 2 thi triển và CD 4 hiệp. Kỹ năng này nó cũng tầm tầm thôi, nhưng mà con này ấy, nó ngon ở cái độ tải miễn khống chế cộng với tăng sát thương. Và khi lên level 101, sát thương nó sẽ tăng lên 234%. Và quan trọng là sẽ khiến mục tiêu lần sau chịu thêm 30% sát thương mà chịu. Tức là lần sau nó sẽ chịu thêm gần 1 phần 3 đêm. Ngon em ơi, ngon nhá. Level 181 thì lên 280%. Tiếp đến là cái lộ tại thứ ba, cứ mất 10% HP bản thân, tăng 5% sát thương bản thân. Và lên level 121 nó sẽ tăng đến 7%, 201 tăng lên 10%. Tức là khi anh em lên level 201 thì cứ mất 10% HP nó sẽ tăng thêm 10% sát thương. Còn về cái mất 10% này tăng thêm sát thương ấy,
Không rõ là tính theo phần trăm cơ bản tướng hay là chỉ cần mất 10% thôi là sẽ tăng thêm sát thương. Cái đợi game ra mới biết rồi em ơi. Hoặc là anh em có thể hỏi chơi đi, phần trăm cao là AD sẽ không biết. Và cuối cùng là cái lôi tài thứ tư, kỹ năng A bị động này. Bản thân và đồng đội xung quanh nó sẽ tăng thêm 5% công. Tức là gì? Tức là anh em mở để ở vị trí 1 thì nó sẽ tăng thêm công cho vị trí thứ tư cộng với thứ hai. Còn anh em mở để thứ hai thì nó sẽ tăng công vị trí thứ năm đầu tiên và thứ ba. Và anh em mở để ở vị trí 5 ấy thì nó sẽ tăng 4, 6 và 2. Mà game này đa số tướng đêm anh em sẽ để đằng sau. Lên anh em để con này ở vị trí 5 là ok nhất. Đây bên hệ yếm ấy, U Minh anh em chú ý cho mình coi Sivu nhá. Còn lại mấy con kia nó đều cần lột tại nguyên rồi hết. Và bên lăng tiêu này ấy, thì mình đánh giá cao mấy con búp hơn. Tướng búp thì anh em chú ý cho mình hai con cuối cùng này. À không phải tướng búp em ơi. Cái con gần cuối này nó là con tướng đêm nhưng mà nó có thêm cái lột tại búp tốc nhá. Búp tốc game nào cũng vậy thôi, đánh trước là rất là ngon. Đây con búp tốc thì nó là con anh chiêu. Đây kỹ năng 1 nó sẽ cây lên một hàng địch 158% sát thương vật lý. Hơi tiếc tí nào con này là CD4 hiệp em ơi. Thường thường ấy, nếu mà là CD4 hiệp thì công nó sẽ cao hơn, còn CD2 hiệp thì công nó sẽ thấp hơn. Và cái kỹ năng thứ hai ấy, nó sẽ gây lên 3 yêu linh hàng trước 141% sát thương vật lý. Và quan trọng ấy, level 101 nó sẽ có thêm cái hút máu 40%. Nói chung con này ấy, Kin 1 thì bình thường, Kin 2 ấy thì nó có thêm hút máu 40%. Tức là anh mở rồ này ấy, nó dùng cái kỹ năng 2 ấy, hồi máu phê luôn. Và quan trọng ấy, ở cái lội tài thứ ba, khi khai chiến nó sẽ khiến toàn bộ linh yêu phe ta tăng 10% tốc trong vòng 2 hiệp. Level 121 lên 15%, 201 lên 20%. Và cái lội tài cuối cùng, khi ta cứ tồn tại một linh yêu bản thân tăng 3% công. Level 111 5% và 221 khi ta cứ tồn tại một linh yêu bản thân sẽ tăng thêm 5% thể bạo nữa. Nói chung con này về lết ấy thì nó sẽ tăng thêm 30 công. Có thêm hút máu, tăng thêm tốc. Nếu mà về sau ấy đánh trong vòng 30 hiệp thì con này cứ ngon luôn. Nhưng mà ấy nếu không đánh trong vòng 5, 10, 15 hiệp thì cái lô tại tăng tốc nó không phải quá phê nhá. Nói chung hiện tại bây giờ là nó ok em ơi. Và cuối cùng là con búp. Đây nó tên là Thừa Hoàng. Con này nó cover với con gì nhỉ? Tự dưng mình quên tên em ơi. Anh Chiêu, đúng rồi anh Chiêu. Vừa nói xong quên tên luôn. Con Thừa Hoàng này thì nó có cái lô tại chia sát thương. Đây kỹ năng của nó nhá, liên kết linh yêu toàn đội. Khi linh yêu bất kỳ chịu sát thương nó sẽ chia đều lên tất cả toàn đội, duy trì 3 hiệp. Tức là gì? Tức là ngoài cái hiệu là búp ra ấy thì nó đều chia đều hết. À nhầm nhầm ơi, nó đánh trước thì nó sẽ chia đều tất cả hiệp. Còn nếu mà nó đánh sau một con tướng đấy thì con tướng nó đêm nó không chia đều. Đây anh em có thể hiểu là như vậy. Và quan trọng khi mà lâng lên level 81, khi linh yêu liên kết hành động sẽ nhận trị liệu bằng 25% công bản thân. Cấp 161 lên 40% trị liệu. Và cái kỹ năng chủ động thứ hai, ngươi một linh yêu địch sát thương phép giúp bản thân và linh yêu có HP thấp nhất Feta trị liệu bằng 120% công bản thân. CD4 hiệp. Đây 101 lên 150, 181 lên 180. Và cái lộ tài thứ ba, đánh thường sẽ giúp hai yêu linh thấp nhất trị liệu bằng 60% công. Cấp 121 lên 80%, 201 lên 100%. Và cuối cùng là cái lỗi tài tư. Khi còn sống, toàn thể linh yêu phe ta tăng 10% kháng búp. Cấp 141, 15% kháng. Cấp 221, 20% kháng búp. Anh em chú ý cho mình hai con búp này ấy. Còn về tướng đêm ấy thì mình thấy có một con kỹ năng khá hay. Đây nó là con Ly Hòa. Con này ấy, thì cái kỹ năng đầu tiên nó sẽ khiến bản thân vào trạng thái quang dực. Ở trạng thái quang dực bản thân tấn công thường một mục tiêu đổi thành tấn công tất cả địch gây 50% sát thương. Và lên level 81 nó sẽ tăng lên 65%, 161 là 80%. Và khi lên level 181 thì nó sẽ tăng thêm 101%.
Đêm hôm em 101% mở đánh tất cả các hiệp khá ngon em ơi. Và cái kỹ năng chủ động thứ hai này, ngoài ra nó sẽ khiến một mục tiêu kèm theo trạng thái quang trước. Nếu quang trước mục tiêu đạt 5 tầng, sát thương này nó sẽ tăng thêm 35%, rất là ngon em ơi. Quang trước ấy thì nó sẽ tăng thêm một tại. Mỗi tầng quang trước sẽ khiến bản thân nhận sát thương huy hỏa tăng thêm 10%. Không thể xua toàn, tối đa cộng dù là 5 tầng, khá ngon em ơi. Và cái bị động thứ ba này, mỗi lần tấn công có 40% tỷ lệ kèm cho mục tiêu một trạng thái quang trước, lên level 121 thêm 70% tỷ lệ cấp 201. Nếu quang trước trên người mục tiêu đạt 5 tầng, tỷ lệ bạo với mục tiêu tăng thêm 50%, rất là ngoan mày. Và cái bị động thứ tư ấy, Linh Yêu Phi Tam mỗi lần tấn công huy hỏa sẽ tăng thêm 1% công, cao nhất là 20%, 141 level, mỗi lần tăng thêm 2% công. Level 201 cao nhất tăng đến 40% công. Nói chung là con này ấy, nó đêm em khá là ngoan, em chú ý. Tiếp đến anh em chú ý cho mình con tanh Kimu. Con tanh này mình nhớ là nó mà bị đánh nó sẽ phản thêm một cái sát thương gì đấy, nó trừ HP tối đa nhá. Đâu nhỉ? Kèm theo hộ thuẫn HP Feta này, không phải này. Đây nó là cái lô tải thứ ba. Khi bị tấn công có 30% khiến mục tiêu bị thiêu cháy hiệp. Thiêu cháy nó khác thiêu đốt anh em ơi. Thiêu đốt nó chỉ có 30% công thôi. Còn cái thiêu cháy này ấy, mỗi hiệp nó sẽ chịu sát thương phép bằng 5% HP tối đa của kẻ thi triển. Tức là con Kimbo này anh em mở dồn HP lên càng cao ấy thì nó đốt càng thấm em ơi. Và lên level 121 nó sẽ tăng thêm tỷ lệ là 40%, từ 30 lên 40. Nói chung là tanh phản đêm được em ơi. Anh em dồn HP nó cực ngon luôn. Mà con này HP cực cao em ơi. Đây, nó là tướng hay hiếm nên là chỉ số nó rất là cao. HP gần 1 triệu này, 985. Thường thường mấy con kia nó chỉ có 5-600 thôi. Con này nó gần 1 triệu gây em ơi, rất là nhiều luôn. Đây hệ lăng tiêu anh em chú ý cho mình mới đấy nhá. Và cuối cùng là bốn hệ thường Cửu Châu, Vân Cảnh, Bát Hoa cộng với Tứ Hải. Bốn hệ này mình không nhớ vị tướng nên chắc mình sẽ giới thiệu bằng hình ảnh cho anh em dễ hiểu, đỡ mất thời gian của anh em. Ok,